rồi khách hàng gặp nhiều khách oái oăm có khi chửi mình rất khó nghe uhm, thì thưa với quý vị đó nó có một cái câu triết lý nhưng mà triết lý trong cái kinh doanh nên đó là cái gì à, thắng một cuộc tranh luận thì sẽ thua một cuộc kinh doanh à, mình tranh luận với khách mình thắng khách đó, thì được cái gì vừa lòng mình thôi nhưng mà mình không bán được hàng À, nhưng mà cái đó là ở đời nha. còn ở trong Phật giáo thì cái gì chiến thắng thì gây thù hận thất bại chuốc khổ đau ai vượt qua thắng bại thì an lạc liền theo sao tức là mình đối với khách hàng mình không phải đừng có đẩy mình và khách hàng vào cái một cái cuộc chiến nha đừng có đẩy mình vào một cái cuộc chiến mà muốn được như vậy đó thì à, thôi anh muốn thắng thì cho anh thắng có những cách uh, gọi là giải quyết cái um, vấn đề của mình đó. thứ nhất là mình giải quyết bằng cái tham nhẫn rồi thì họ muốn nói gì họ nói miễn sao họ mua hàng thôi đó. muốn nói gì họ nói để cứ tham cứ nhẫn đi có nhiều ông khách thì họ chỉ muốn lãi nhãi vậy thôi thì cứ để họ nói mình tham nhẫn Nha. Uh, còn nếu như mà mình không tham nhẫn được á, thì mình tránh né đi thí dụ như ờ uh, kêu nhờ người nào đó qua tiếp phụ tiếp giùm mình cái cái mối này mình tiếp không nổi mình nhắm mình tiếp không nổi thì như người khác tiếp còn không ai tiếp nổi nữa thì dạ em xin lỗi hôm nay em không em em không có tiếp được anh anh hoặc như thế nào đó nói chung là mình tránh đi Thí à, dụ mình tìm cách nào đó để mình tránh đi được cái tiếp rồi còn cái thứ ba đó là gì mình phải tu tập cái tâm của mình tức là mình phải rèn luyện rèn luyện cái để cho mình không có sân khi mình phát hiện cái tâm sân mình mình làm cho cái sân nó biến mất và mình làm cho cái từ tâm nó khởi lên Xin sư đi khi quý vị cứ thực hành cái chuyện này dùm sư nếu mà quý vị làm trong cái việc mà phải tiếp xúc với khách hàng ấy, thực hành cái việc này dùm sư gặp một người khách quý vị rải tâm từ đến với họ. Không? không chưa cần biết là họ là cái kiểu khách hàng gì mình rải tâm từ đối với họ. Mình nhìn họ như là một người mẹ nhìn con nha, mình rải tâm từ đến với họ. Mình đối xử với họ, cởi mở lòng mình ra như là một người mẹ. Quý vị thực hành đi, nó khác nhiều lắm. Nó sẽ khác nhiều lắm. Mà cái này sư đã đề nghị một vài người và họ đã thực hành và đem lại nhiều kết quả tốt đẹp. Có chứ có thực tế và đã thu hoạch những tốt quả kết quả tốt chứ không phải là không nên là sư đề nghị quý vị có thể thực hành cái đó ừ. à, sư hình tại em lại nói hết nữa không còn gì nữa. thì cái này mình có thể áp dụng phương pháp nữa là à, cái dạng là lấy bất thiện trị thiện lấy bất thiện để mình đối trị bất thiện trợ thiện có nghĩa là ở đây nhé mình giống như mình chơi game vậy đó có nghĩa giống như mình chơi game đi mình đi qua cái cảnh này nè mình đi hôm qua mình chết thì mình chơi lại có nghĩa là sao mình gặp cái đối tượng khách hàng khó chịu bực dọc họ tính khí quái quăm thì mình phải làm sao mình qua mình vượt qua được để mình bán được hàng cho họ mình cho họ ký hợp đồng lỡ gớt thì mình làm lại mình làm mình mình phải nghĩ là cái chuyện tôi hơn thua đủ ông phải là tôi nói lại những lời khó nghe để tôi trả lại ông mà cái chuyện tôi hơn ông được là tôi làm sao trong ký được hợp đồng hoặc là cho ông mua cái món hàng này cho tôi cho dù cũng khó chịu mình nghĩ cái đó nó đã hơn là cái mình đi bực dọc mình trả lại mình chữ lại người ta mình thường thường á thường thường thì người ta bực dọc thì mình khó chịu trở lại mình khó chịu lại rồi mình nói những lời khó nghe cho lại khách thì mất khách cái đó nó không có đã bằng cái mình dụ người ta cho người ta mua hàng thì bằng ái ngữ thì mình nghĩ đi trong tâm mình á trong tâm mình luôn luôn có cái cái trực chờ rằng là tôi làm sao tôi 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 gọi là mình tạm dùng cái chữ vụ đi mình dụ người ta mua được hàng của mình hay là người ta kiếp lòng được mình cho dù vị khách đó là rất là khó chịu, bây giờ của cái dạng gọi là mắt dưới nhìn trên gì đó thì mình làm sao mình uh, để cho họ mua được hàng cái đó là cái thành công của mình nó đã hơn nó nó đã hơn cái nó phục vụ cái tôi đó cái đã hơn là cái chuyện mà mình uh, tỏ ra khó chịu để mình quất lại họ thì cái này mình có thể áp dụng uh, một phần nào đó giống như bữa nay gặp ông khách này tôi gớt mình gớt đài mình ra mà khó chịu mình chửi cho đi mất thì mình phải làm lại mình làm lại giống như chơi game mà tới cảnh đó đi bị bắn chết vậy đó cứ chơi game thì mình coi mình coi cái cái chuyện mà vượt qua cái khách hàng khó chịu này bằng giống như là một hình thức chơi game để vượt qua thế là mình qua được mình cảm thấy nó sướng cái sướng đó nó phục vụ cho mình một cái cái tôi nhưng mà nó là cái để mình động lực để mình làm việc để mình vượt qua được cái sự nhân cái nhân viên này